Hai, chào các bạn. Hôm nay chúng mình lại tiếp tục quay trở lại với thế giới tiền sử của những loài khủng long nữa nhé. Và game hay thế giới sẽ lại là một loài có rất là nhiều chân, nhưng lần này lại có thêm một cái đuôi đầy nọc độc. Vâng, mình sẽ là loài bò cạp cổ đại khổng lồ. Lúc này tại một quần thể bò cạp, rất là nhiều con bò cạp mẹ có bầu và đẻ rất là nhiều trứng. Bọn chúng đang ấp ở đằng kia kìa. Nhưng mà riêng bản thân mình lại là một cái trứng lẻ loi. Tuy nhiên may mắn thời tiết không lạnh lắm, vô cùng ấm áp, cũng đã khiến cho cái trứng của mình nứt ra và mình chui ra ngoài. Mình rất háo hức và cũng nhanh chóng chạy khắp nơi tìm mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, con nở ra rồi nè, con đói bụng quá à. Mẹ mua hột thịt lộn xào mi với lại sâm dứa sữa cho con uống đi. Cái gì vậy nè? Mày quýt chỗ khác đi con bò cạp con kia. Mày không phải là con của tao. Hả? Không phải là mẹ của tôi thì làm gì chửi tôi dữ vậy? Đúng là một con mụ bò cạp xấu xa. Sau này con của bà nở ra chắc chắn sẽ không có chết. Chắc đây là mẹ của mình quá. Mẹ ơi, mẹ ơi, con nè, mẹ nhận ra con không? Mẹ cái đầu của mày, tao là bò cạp được. Tao đang canh trứng cho vợ tao đi kiếm thức ăn. Tôi thấy mày lạ lắm, chắc không phải con tao đâu. Vậy hả? Xin lỗi, xin lỗi. Này, cô bò cạp ơi, cô có bị thất lạc đứa con nào không? Không có cháu ơi, đi chỗ khác để cho cô ấp trứng. Cũng không có luôn hả? Chắc đằng này, đây là con bò cạp cuối cùng trong quần thể này. Chắc có lẽ là mẹ của mình. Nhóc con, tao cũng không phải mẹ của mày đâu. Nhìn mày lạ lắm, chắc không phải thuộc loài bò cạp lửa giống chúng ta đâu. Hả? Sao nghe giống như sét đánh qua tai vậy? Vậy rốt cuộc tôi là bò cạp gì? Sao tôi lại được đẻ ra tại khu vực này chứ? Nhưng mà đói bụng quá à. Tự nhiên lại có thịt khủng long ở đây. Thôi cứ ăn đại đi, ăn cho no rồi từ từ khóc tiếp, từ từ buồn tiếp. Ngon quá à, đã quá, sướng quá. Thế là tôi cũng đã ăn thịt những cái xác khủng long ở đâu từ trên trời rơi xuống như thế này. Thịt của bọn chúng rất là giàu dinh dưỡng, cũng đã giúp cho cơ thể nhỏ bé của tôi được phát triển và lớn thêm một chút. Này này này, làng nước ơi, nhìn kìa, cái con bò cạp mồ côi nó ăn thịt khủng long của chúng ta bắt về kìa. Hả? Gì vậy? Mấy cô mấy chú định làm gì con vậy? Thật đáng ghét. Thịt khủng long đó là của bọn ta bắt để cho con của bọn ta nở ra ăn. Mà ngươi dám lén ăn à? Tao giết nó đi. Không, không, đừng mà, đừng mà, đừng làm hại tôi. Tôi cũng là bò cạp giống mấy người mà. Không, không. Nó chạy đằng kia kìa. Mau bắt nó lại, đừng cho nó thoát. Đó là toàn bộ quá trình tôi đã chào đời. Nhưng tôi không may mắn giống như bao nhiêu con bò cạp con khác. Tôi đã gặp một chuyện hết sức kinh khủng. Nhưng may mắn nhờ tốc độ của tôi rất nhanh, tôi đã luồn qua những bụi cây bụi cỏ và chạy thật nhanh. Cuối cùng tôi cũng đã thoát được. Nhưng giờ tôi cũng không biết tôi đi đâu cả. Tôi cũng không biết tôi là loài bò cạp nào. Tôi đến từ đâu? Cha mẹ tôi như thế nào? Đột nhiên lúc này tôi cứ đi thẳng thì bỗng dưng tôi lại nghe thấy tiếng hét, tiếng cầu cứu. À, lũ cây ăn thịt chết chóc này, mau thả tôi ra. Có ai không? Cứu mày, cứu mày. Thì ra là một con gấu con. Nhìn nó tội nghiệp quá. Nhìn nó y chang như là lúc tôi bị ức hiếp vậy. Tôi rất đồng cảm, thế là tôi cũng đã lao vào tấn công những cái cây thực vật chích tiệt kia. Được rồi, gấu con, hãy cùng tôi chiến đấu chống lại bọn chúng đi. Cố lên, cố lên. Hay lắm, chỉ còn một cái cây cuối cùng nữa mà thôi. Yeah, chúng ta đã làm được rồi. À, cảm ơn người nha bò cạp. Không có người ta thành gấu bắp phê cho bọn chúng rồi. Không có gì, không có gì đâu. Nhưng mà ngươi không có ba mẹ hay sao mà để lạc bị lũ quái vật này tấn công như vậy? Có, nhà ta đằng trước kìa, đi tới nhà ta chơi đi. Thật là xui xẻo quá, ta lén mẹ ta đi nhìn gái tắm. Mà không ngờ lại gặp mấy thực vật yêu quái ở đây. Mém nữa đi chậu diêm vương rồi, cảm ơn ngươi nhiều nha. Nhờ sự vô tình giúp đỡ, thế là chú gấu con cũng đã mời tôi về nhà nó chơi. Thôi, tôi cũng rảnh quá không biết đi đâu hết. Ghé nhà nó thăm ba mẹ nó một tí cũng được. Chúng tôi cũng nhanh chóng đi được một đoạn. Cuối cùng cũng đã tới được một nơi. Nơi này xuất hiện một con gấu rất lớn. Dường như chắc có lẽ là ba hoặc là mẹ của nó thì phải. Sao có loài bò cạp ở đây? Mày tới đây làm gì? Ba ơi, nó
đừng có làm hại nó. Nó mồ côi tội nghiệp lắm. Ba nhận nó làm con luôn đi. Hả? Một con bọ cạp mồ côi à? Nhưng nhìn ngươi không phải là loài bọ cạp ở khu vực này nhỉ? Ta trông thấy ngươi giống như là loài bọ cạp băng ở vùng phía Bắc lạnh giá. Hả? Ông biết xuất thân của tôi hả? Ông biết giống loài của tôi đúng không? Làm ơn chỉ cho tôi hướng đi đi. Được rồi, để trả ơn người cứu con ta, hãy đi thẳng về phía trước. Cứ đi mãi, sau đó ngươi sẽ gặp được giống loài bọ cạp băng giá. Tôi cũng nhanh chóng chào tạm biệt hai cha con gấu và dựa theo hướng của gấu cha chỉ nhanh chóng lên đường. Trên đường tôi đã gặp rất là nhiều sinh vật vô cùng kỳ lạ và sẵn tiện đói bụng tôi cũng đã bắt ăn thịt bọn chúng luôn. Đặc biệt là lũ kiến khổng lồ, bọn chúng có nọc độc bôi dưỡng nọc độc trong cơ thể của tôi. Cứ như thế, nhiều năm nhiều tháng trôi qua, ngày đi đường thì tôi cũng đã lớn dần. Giờ thì tôi không còn cái cơ thể nhỏ bé nữa. Tôi đã thật sự trưởng thành rồi. Tôi to hơn rất là nhiều. Được rồi, chắc có lẽ nếu như dự tính thì gia đình của tôi đang ở phía trước. Cố lên, đi thêm vài bước nữa tôi sẽ gặp được họ. Nhưng mà lúc này đập trước mắt của tôi là đúng cái khu vực xuất hiện rất là nhiều con bọ cạp băng. Nhưng có vẻ có chuyện gì đó không ổn. Không, sao những con bọ cạp băng này lại bị thương rất nặng, nhiều con bị chết nữa. Không lẽ bọn chúng giành bọ cạp cai với nhau rồi cắn xé nhau, giết nhau hay sao? Không thể nào. Tôi khó khăn cực khổ lắm mới tới đây, vậy mà đồng loại của tôi chết sạch hay sao? Hãy cứu lấy đồng loại chúng ta, cứu lấy con cháu chúng ta, đã bị lũ khủng long King Raptor bắt rồi. Cái gì chứ? Là lũ khủng long King Raptor à? Thật đáng ghét. Được rồi, tôi sẽ cứu những thành viên bọ cạp còn lại. Thế là tôi cũng nhanh chóng cấp tốc chạy thẳng về phía trước lên đường, hy vọng sẽ gặp được lũ ác độc đó, giải cứu đồng loại của mình. Đi được một hồi, tôi vượt qua một cánh rừng. Lúc này trước mặt của tôi đã xuất hiện một con khủng long King Raptor. Nhưng tôi ngó xung quanh, không thấy đồng loại bọ cạp của mình ở đâu cả. Thôi, tôi sẽ tới đó tấn công nó và tra hiếp nó, bắt nó khai ra nó nhốt đồng loại của tôi ở đâu. Nhưng thật không ngờ, con quái vật khủng long King Raptor này cực kỳ mạnh mẽ các bạn à. Nó thậm chí còn đã triệu hồi những đứa con của nó quá trời quá đất luôn. Một lũ khủng long Raptor đã bao quay tôi và tấn công tôi liên tục. Thôi thấy mẹ tôi rồi. Nhưng tôi phải cố gắng, nếu tôi chết thì dòng loại của tôi không còn một hy vọng nào nữa đâu. Tôi đã nhanh chóng sử dụng hết tất cả khả năng và kỹ năng trong cơ thể đặc biệt của mình. Nào là dùng đuôi nọc độc để giết bọn chúng, dùng hai cái càng để kẹp, thậm chí còn phun ra một hơi thở băng khiến cho lũ Raptor con kia đóng thành băng. Nhưng chiến đấu một hồi dường như con Raptor mẹ cứ liên tục đẻ. Không hay rồi, tôi phải tìm cách khác thôi. Đúng rồi, muốn giết rắn thì phải giết cái đầu trước. Tôi phải đè con King Raptor giết nó trước để nó khỏi đẻ, rồi sau đó tiêu diệt những con. Thật bất ngờ, với cái trí tuệ 1+1=3 của tôi lại rất là hiệu quả. Tôi cũng đã hạ được con King Raptor và sau đó chuyển sang giết những con của nó. Và sau một hồi hoàng hoại, cuối cùng tôi cũng đã tiêu diệt hết cái quần thể Raptor kinh khủng này. Úi giời đất ơi, thiệt là quá ghê gớm. Nhưng sau khi ăn thịt của bọn chúng, sức mạnh, nọc độc và năng lượng của bọn chúng bị tôi hấp thu hết. Lúc này thì trong cơ thể tôi có gì đó biến đổi không hề nhẹ. Wow, tôi đã thật sự trở nên khổng lồ. Người của tôi lúc này xuất hiện những cái lớp băng rất đẹp mắt. Trông tôi thật là ngầu. Chắc có lẽ tôi là một con bồ cạp đực thật sự trưởng thành rồi, thật sự mạnh mẽ và thật sự trở thành một chiến binh. Giờ thì tôi sẽ nhanh chóng lên đường giải cứu đồng loại của mình nào. Lúc này trước mặt của tôi xuất hiện rất là nhiều con King Raptor khác. Nhưng bây giờ tôi đã khác hồi nãy. Tôi tiêu diệt bọn chúng một cách rất dễ dàng hơn. Những cú chích, những cú phun băng, thậm chí là những cú kẹp của tôi thôi, một phát cũng khiến cho lũ King Raptor đó không kịp đẻ. Hy vọng lát nữa sẽ có nhiều thành viên bò cạp cái, bò cạp xinh đẹp, bò cạp quyến rũ. Hay, lúc đó tôi sẽ rất là hạnh phúc. Sẽ có nhiều em bò cạp cái mê tôi, muốn lấy tôi làm chồng. À quên mất, hy vọng tôi sẽ gặp lại mẹ của mình.
để hỏi tại sao bà ấy lại bỏ tôi, để tôi phải khổ như thế này. Không lẽ bà ấy gian díu với lại một sinh vật bò cạp ngoại lai nào khác rồi quăng tôi hay sao? Thì lúc này đang luyên thuyên, tôi sơ suất để một con King Raptor nó lại đẻ rồi. Nhưng không sao, với sức mạnh của tôi bây giờ, tôi sẽ hóa băng hết tất cả và tàn sát bọn chúng. Vâng, chỉ cần quay đường viên thôi, lũ Raptor con lẫn Raptor mẹ ngã xuống như ngã rạ. Được rồi, bây giờ không còn con King Raptor nào ngăn cản đường của tôi được nữa. Tôi sẽ nhanh chóng tiến vào bên trong, hy vọng sẽ gặp được các thành viên đồng loại của mình. Kìa kìa, ở phía trước kìa. Wow, còn có cả những con bọ cạp nhỏ xí mới nở mà bọn chúng không tha nữa. Thật là tội nghiệp. Tôi từ đây sẽ hứa bảo vệ giống loài của mình. Vậy là cuối cùng tôi đã tìm được thân nhân, biết mình đến từ đâu và thậm chí gặp lại mẹ của tôi. Mẹ của tôi cũng đã kể ra nỗi khổ của bà ấy, nhưng tôi thông cảm và bỏ qua hết mọi chuyện. Vâng, đây là toàn bộ cuộc hành trình của bò cạp khổng lồ băng giá cổ đại tôi đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.